Sau 2 năm triển khai thực hiện đề án thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 100% cửa hàng kinh doanh trái cây đã được cấp đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm, biển nhận diện. 95% cửa hàng có trang thiết bị giám sát chất lượng, có trang thiết bị vận chuyển, 80% cửa hàng có tem truy xuất nguồn gốc. Tại hội nghị tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây và giảm thiểu rác thải nhựa trong sản xuất phân phối, lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội cho biết, Hà Nội đã cấp mã QR truy xuất minh bạch thông tin cho 460 doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản Hà Nội, với tổng bộ mã truy xuất được quản lý hơn 5.500 mã sản phẩm. Tổ chức các hội chợ hàng hóa nông sản thực phẩm, các tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh thành phố tại các kênh phân phối của Hà Nội để quảng bá trái cây, nông sản các địa phương và hỗ trợ kết nối tiêu thụ vào kênh phân phối Hà Nội. Ủy ban Nhân dân các quận đã xây dựng được 40 tuyến phố văn minh không kinh doanh trái cây dưới lòng đường, vỉa hè. Đối với công tác phòng chống giảm thiểu rác thải nhựa trong sản xuất công nghiệp và phân phối tiêu dùng trên địa bàn thành phố, một số đơn vị như hệ thống siêu thị Vinmart, MM Mega Vincom đã tích cực triển khai giảm thiểu ni lông khó phân hủy, thay thế bằng 100% túi tự hủy sinh học. Từ những kết quả đã đạt được, từ nay đến cuối năm, ngành công thương Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các chương trình liên kết vùng, hội nghị giao thương kết nối cung cầu sản phẩm trái cây an toàn vào hệ thống phân phối của Hà Nội, hướng dẫn đôn đốc các cửa hàng hoàn thiện thủ tục, điều kiện theo quy định, triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý hoạt động kinh doanh trái cây của thành phố Hà Nội và trang thông tin của thành phố Hà Nội phục vụ tra cứu về trái cây của các tỉnh, thành phố trên cả nước.